một trong những vai trò quan trọng đã góp phần tạo nên sự thành công của chương trình với những bản phối vô cùng ấn tượng. Một cái tên tâm huyết với rap Việt, giám đốc âm nhạc Toliver. Động lực khi mà mình đến với cuộc thi rap Việt đó chính là anh Toliver. Những con beat, những bản nhạc của anh Toliver là một thứ gì đó rất là gây phấn khích cho mình. Cảm ơn anh Toliver đã tạo ra một cái beat như vậy để em có cơ hội để mà trình bày một sản phẩm trên sân khấu của nhạc rap. Rap Việt là một chương trình đầu tiên mang thể loại nhạc rap đến gần hơn với công chúng. Mọi sản phẩm âm nhạc đều được hoàn thiện ở mức độ cao nhất. Ở vòng đối đầu sẽ là một trận chiến khốc liệt khi hai bạn thí sinh sẽ được bắt cặp và cùng tạo ra một bài hát. Ở đây sẽ đánh dấu cái sự chuyển mình khi các bạn được làm việc dưới cái sự chỉ đạo của các huấn luyện viên. Và chắc chắn tôi tin rằng đây sẽ là một vòng thi không thể bỏ lỡ. Rap Việt 20 giờ thứ bảy trên HTV2 V Channel. Đăng ký ngay combo Vion VIP và 4 kênh cá cộng giảm giá 30% chỉ có ở Vion.